Hôm nay là ngày mùng 8 Tết, bên mình tổ chức một cái buổi gọi là bốc thăm trúng thưởng dành cho 2, 4, 6, 8 khách hàng đã mua một cái dự án ở trên Yên Bái bên mình. Đấy, và mua vào cái thời điểm năm trước, bây giờ mới có thể bốc thăm trúng thưởng được. Ở đây sẽ có 3 giải các bạn nhá. Giải nhất là một chiếc ghế massage trị giá 45 triệu. Giải tiếp theo là một kính massage trị giá 8 triệu và một giải ba là một hộp nhân sâm trị giá 3,5 triệu. Ở đây là danh sách của 8 khách hàng. Đấy, lát chúng ta sẽ đọc tên xong rồi cho vào trong cái hòm này và bốc ngẫu nhiên các bạn nhé. Đấy. Và trong cái thời điểm hiện tại đầu năm 2024 này thì bên công ty mình cũng ra một số cái bảng hàng rất là hay. Có những cái sản phẩm chỉ khoảng độ tầm 100 triệu đến hơn 100 triệu là sở hữu ngay một cái lô đất. Hay là đầu năm này thì sẽ có những cái chương trình lì xì. Khách hàng cứ mua bất động sản ở những cái dự án của Trung Thực Land triển khai thì sẽ được lì xì. Và cái số tiền lì xì sẽ là dưới 1 tỷ các bạn nhá. Đấy, mỗi một dự án sẽ có một cái chính sách khác nhau và một cái mức lì xì khác nhau. Và chúng ta cùng đón chờ xem là ai sẽ là người trúng ghế massage 45 triệu, kính massage 8 triệu và một hộp nhân sâm trị giá 3,5 triệu các bạn nhá.